tất cả mọi người đến với clip tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình sẽ quay clip về con trai gôm Butterfly Shadow. Ngày này mình vừa đi lấy ăn về. Mình sẽ chia sẻ đó là mình vừa lấy ăn về vào lúc tầm 2 giờ chiều đấy, nên là hôm nay mình sẽ quay clip mở hộp cái chai gôm 600ml này có muốn gì em ạ. Đây là chai gôm Butterfly Shadow, một chai gôm lại gọi là chính hãng luôn. Bây giờ mình sẽ quay clip unbox rồi nhá. Bây giờ sẽ là công đoạn gọi là mở hộp đây. Chắc là mọi người cũng xem cũng nhiều rồi, nên là hôm nay mình sẽ làm clip mở hộp cho anh em xem này. Hôm nay bây giờ cũng dễ mở hơn này. Đây là review chai gôm Butterfly. Một chai 600ml nó sẽ to hơn là cái chai 320. Và cái thứ hai nữa, đây là một chai gôm chính hãng nhỉ. Được cái shop này đóng gói rất là kỹ. Đây mình mua của một cái shop Nam Đặng nhỉ. Nên là cũng mọi người cũng biết rồi. Đây là chai gôm Butterfly Shadow. Cái chai này, cái chai gôm này ấy, có một cái 3 phiên bản. Một là phiên bản 320 và phiên bản thứ 2 là 150ml và 320ml. Và đây mình mua là cái phiên bản là 600ml mà mình săn được có 50.000 thôi, 48.000 thôi. Và bây giờ mình sẽ unbox cho anh em xem. Đây sẽ gọi là review chai gôm 600ml của Butterfly Shadow này. Hôm nay mình sẽ review luôn. Về thiết mình sẽ bắt đầu ra cho anh em xem. Đối với chai 600ml này nó rất là to. Và thiết kế thì mọi người cũng biết rồi, vì đây là hàng chính hãng. Thế nên là cái chai này có một cái hay nữa là thiết kế rất là to luôn. Và cái nắp vòi của nó ấy, nó rất là chắc chắn luôn. Và mình sẽ đầu mở ra. Đây là một thiết kế khá quen thuộc, vì là hàng chính hãng ấy, thì thông thường là nó cái chữ Butterfly Shadow. Hiện tại ấy, mọi người lưu ý ấy, ở trên thị trường ấy, cái hàng giả này ấy, nó rất là nhiều luôn. Và đây nó không có chữ Butter như này, nó có cái chữ kiểu như là New Arrival ấy, là hàng giả nên mọi người đừng nên mua. Đấy nhá, vì cái chai này rất là nhiều hàng giả nên là cũng mình sẽ test thử cho anh em xem khi mà xịt lên tóc mình xem là nó sẽ như nào. Vì tóc mình đã vớt sát rồi nên là mình sẽ thử xịt con gôm Butterfly Shadow này. Gồm có cái thiết kế thì nó cũng có phần chữ ở đây in rất là rõ ràng, Butterfly Shadow. Cái chữ này được cái in dập ở rất là chắc luôn. Và thiết kế thì nó cũng giống như cái chai gôm khác thôi, vì đây là một chai gôm mà mình đã săn được có 50.000 cho một cái chai 600ml này, thì cũng mọi người chắc là cũng biết rồi. Nên là về cái phông chữ của cái phần thông tin ấy, thì nó sẽ của chính hãng thì nó chữ sẽ rất là rõ ràng và nó còn dễ đọc hơn. Còn cái hàng giả ấy, thì cái chữ của nó ấy, nó không thể nào mà thông tin nó sẽ rất là nhằng nhằng. Và cái thứ hai nữa là cái gôm chính hãng này ấy, thì chỉ có cái chai rất là to như này luôn anh em. Lúc đấy mình nói nó chưa được hay lắm nên là mọi người thông cảm chút. Đây là bây giờ mình sẽ test thử, không nói nhiều nữa, mình sẽ test thử cho anh em xem để cho mọi người biết được cả cái khả năng. Không nói nhiều nữa, mình sẽ test thôi. Giải thích giải lòng nhiều nó không hay. Ok, thì mình sẽ test nha. Rồi mình sẽ đầu tiên mọi người lưu ý khi mà xịt ấy, mọi người cứ lắp đều ra. Cái chai 600ml là cái chai này dùng rất tiết kiệm nên là khoảng mấy tháng nó sẽ hết được cái chai này ấy, thì rất là lâu nhỉ. Một cái chai dung tích lớn này ấy, thì dùng sẽ rất là lâu hết. Và cái thứ hai nữa là so với chai 320ml ấy, thì nó sẽ chỉ dùng mấy tháng là hết rồi. Nhưng mà cái chai 600 này dùng sẽ tiết kiệm hơn. Nên là bây giờ mình sẽ xịt lên tóc mình anh em nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ xịt lên tóc mình xem. Thì xịt cái độ cứng của gôm này nó không quá là cao đâu em ạ, nó cũng vừa phải thôi, nó không cao mấy. Và mùi rất là thơm, nó rất là nhẹ nhàng. Đây là cái chai gôm Butter giả ấy, nó có cái mùi nó hóa học một tí, nhưng còn chai gôm thật ấy thì có một cái hay là mùi nó sẽ
rất là ok luôn. Cái chai chai xịt này có cái hay là mùi nó cái tông mùi cồn ấy ạ, nó khá là hay. Thiết kế chai gom này nó cũng khá là, đây khi mình xịt thì độ cứng của cái gom này ấy, lúc đầu nó sẽ nó hơi ẩm tí nhưng về sau nó sẽ khô lại. Đây cho anh em xem về cái chai gom này em ạ. Đây là một thiết kế, đây là một trong những cái chai gom mà giá rẻ phù hợp với học sinh sinh viên, mà được cái là khi mà đi giảm cưới hay là đi đâu ấy thì tất nhiên là tất cả chú rể cô dâu nào đều phải sắm cho em cái chai gom 600ml này, khi mà xịt lên tóc mình ấy nó rất là cứng chắc. Và cái thứ hai nữa là nó cũng, cái độ cứng của con gom này ấy, nó cũng rất là vừa phải, nó không bị quá cao đâu em ạ. Vì ở đây gom chính hãng nên cái chữ của nó ấy, nó chuẩn chỉ hơn và nó sẽ in rất là dễ dàng hơn. Còn thiết kế mọi người biết là vì cái chữ thì cũng con này cũng ra mắt cách đây cũng tầm lâu năm rồi, nên là cũng đây là mình đang dùng gom chính hãng luôn, nên là mọi người cũng biết rồi. Để mà nhận biết được đâu là hàng chính hãng ấy, thì mọi người cũng biết là cái phần vòi ấy thì xịt ấy, thì nó sẽ rất là chắc chắn hơn. Và cái thứ hai là thiết kế của chai này cũng khá là to hơn nhiều so với cái chai 320ml. Bởi vì là cái chai 320ml thì nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều, còn chai 600ml này dùng rất tiết kiệm luôn. Và cái thứ hai là cái chai này cực kỳ là to luôn ấy. Khi mà xịt lên tóc mình ấy, nó có độ cứng nó vừa phải thôi, nó không bị quá là cứng nhiều. Nếu mà muốn nếu bằng cái chai gom mà có độ cứng cao ấy, chỉ có gom của Chu Vi ấy, thì nó sẽ giá tầm cao hơn một chút, tầm 200. Và có nhiều dòng gom khác như gom Luxurious thì nó cũng, và con gom Butterfly này là hai con mọi người nên cân nhắc khi mà mua game này. Vì là gom này anh em lưu ý xịt nó vừa phải thôi, đừng có xịt quá là nhiều anh em ạ. Đây mình xịt với cái lượng nó vừa phải nên là tóc cũng đã đủ có nếp mà được rồi em ạ. Và cái thứ hai nữa là cái chai này ấy là có cái biển là cấm lửa đây, nên mọi người cứ lưu ý giúp mình một chút là em khi mà mua hàng chính hãng mọi người cứ phải quét cái mã QR này đã. Thì biết được đâu là hàng chính hãng ấy thì nó cũng phải, mọi người phải quét cái mã QR này được. Vì trên thị trường bây giờ cũng có nhiều hàng giả, nó có tận 5 loại giả con này rất là nhiều, nên là cũng mọi người cứ chọn địa chỉ uy tín mà mua như đây. Cái shop hôm nay mình mua ấy nó chính là cái shop Nam Đặng này em ạ. Mỗi cứ nên mua cái shop này là về rất là uy tín luôn. Đây khi mà xịt lên tóc mình ấy nó khá là ok, độ giữ nếp rất là cao. Và mọi người cũng cái này yên tâm khi mà xịt vào nó không bị quá là cứng đâu, nó chỉ cứng rất là vừa phải thôi. Cái chai 600ml này dùng rất là ok luôn anh ạ. Và thôi clip hôm nay mình xin kết thúc tại đây thôi. Chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha. Các bạn mọi người nha.